chúa cùng anh chị em và cùng cha tin mừng chúa giêsu kitô theo thánh mát theo lời chúa vinh nhân chúa khi ấy chúa giêsu thấy đoàn lũ đông đảo người đi lên núi và lúc người ngồi xuống các môn đệ đến gần người Bây giờ người mở miệng dạy họ rằng phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ phúc cho những ai hiền lành vì họ sẽ được đất nước làm cơ nghiệp phúc cho những ai đau buồn vì họ sẽ được ủi an phúc cho những ai đói khác điều công chính vì họ sẽ được no thỏa phúc cho những ai hay thương xót người vì họ sẽ được xót thương phúc cho những ai có lòng trong sạch vì họ sẽ được nhìn xem thiên chúa phúc cho những ai ăn ở thượng hòa vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính vì nước trời là của họ phúc cho các con khi người ta ghen ghét bách hại các con và bởi ghét thầy họ vu khống cho các con mọi điều gian ác các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời đó là lời chúa lời chúa kitô người khen chúa Kính thưa quý ông bà và anh chị em Hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ Và nếu như có một ai có một thắc mắc đặt ra cho chúng ta một câu hỏi Vậy thì tất cả các thánh nam nữ mà chúng ta mừng kính hôm nay Có tổng số là bao nhiêu ở trên trời? Chắc có lẽ đứng trước câu hỏi này thì không ai trong chúng ta sẽ có một đáp số gọi là chính xác Mặc dù trong bài đọc thứ nhất của sách Khải Quyền của Thánh Gioan Tông Đồ đã nói đến con số Đó là 144.000 người Nhưng đó chỉ là một con số tượng trưng cho 12 chi tộc Israel nhân cho 12 nó ra là 144 Nhưng thật ra con số các vị thánh mà chúng ta mừng các thánh nam nữ là bao nhiêu không ai biết được họ là những ai họ là những vị các thánh tông đồ họ là những người đã tử đạo họ là những người mục tử họ là những người sống đời sống ẩn tu họ là những người sống đời sống đồng trinh nhưng không chỉ dừng lại ở đó chúng ta mừng các thánh nam nữ không phải là chúng ta chỉ mừng những con người được giáo hội tiên phong mà là chúng ta mừng tất cả những con người đã có một đời sống mà nhiều khi chúng ta không biết, giáo hội cũng không biết đến nhưng Chúa biết rõ lòng tin của họ. Cho nên chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ, không phải là chúng ta mừng những con người được gọi là mắt xanh mũi đỏ mà chúng ta mừng kính những con người có thể là tổ tiên chúng ta ông bà chúng ta những người thân yêu của chúng ta những người gần gũi với chúng ta và cũng có thể nói không phải là những người ở xa hay là thời gian đã qua lâu rồi có thể là những con người đã vừa chết trong cơn bệnh dịch này như vậy, các thánh nam nữ là những con người nhiều khi chỉ có một đời sống âm thầm giữa mình với Chúa biết thôi, nhưng chính đời sống âm thầm đó lại là một giá trị cho cuộc sống tương lai cho cuộc sống mai sau của con người của mình. Vậy họ sống như thế nào để được khi mà chết, chết rồi thì họ được hưởng hạnh phúc vinh quang? nói theo ngôn ngữ của bài đọc thứ nhất, họ là những con người đã sống trong đau khổ và đã giặt áo của mình trong máu của con chiên. Hay nói theo tinh thần của tin mừng, họ là những con người đã cùng với Đức Kitô để vượt qua những khó khăn thử thách, họ đã sống một trong những mối phúc mà chính Đức Giêsu đã ban cho cuộc sống của con người. Cho nên các thánh là những người đã biết tận dụng những giây phút khi mà tôi sống ở trần gian này, tôi phải sống như thế nào cho có ý nghĩa trong cuộc sống. Tôi phải thể hiện một đời sống như thế nào để người khác nhận ra được Đức Kitô trong cuộc sống của mình người ta kể một cái câu chuyện như thế này có một bà mẹ thường bồng em bồng đứa con của mình đến ở trong nhà thờ và trong nhà thờ đó thì có rất nhiều những cái tấm kính màu với những cái hình rất là sặc sỡ mặc dù ở bên ngoài nhìn vào thì không thấy được những cái tấm kính màu hình đẹp đó nhưng khi mà người ta bước vào trong nhà thờ thì người ta sẽ thấy từng những bức tranh rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Thế là bà mẹ bồng con của mình và chỉ cho con của mình biết từng bức tranh một, từng bức tranh một, bức tranh này là thánh nào, bức tranh kia là thánh nào. Thế là sau một thời gian đã nhìn thấy được những bức tranh như vậy, cho nên em có một cái suy nghĩ rất hay và một ngày nọ cô giáo lý hỏi em, hỏi các em cô đố các em các vị thánh là những con người như thế nào. Thế là em đã đứng lên và dõng dạc thưa rằng: "Thưa cô, những vị thánh là những con người được ánh sáng chiếu qua." Quả thật nhờ ánh sáng mặt trời chiếu qua những cái tấm kính sặc sỡ đó mà các em đã nhìn ra được hình ảnh của những vị thánh cho nên đời sống người Kitô hữu chúng ta cũng vậy. Chúng ta muốn trở nên những vị thánh, mặc dù đó là âm thầm nhưng chúng ta cũng phải để cho ánh sáng của Chúa Kitô được chiếu qua trong đời sống của mình. Như vậy trong cuộc sống ngày hôm nay, việc tôi sống 8 mối phút thật cũng có thể là một cách mời gọi mọi người chúng ta hãy sống coi nhẹ coi nhẹ chính cái tôi và cái của tôi trong đời sống của mình thế nào là cái tôi và thế nào là cái của tôi khi nói đến cái tôi là chúng ta nói đến một đời sống nằm ở bên trong một đời sống tinh thần tôi đừng quá Coi mình là quan trọng Tôi đừng quá cậy dựa vào sức mình Đặt mình làm trung tâm trong cuộc sống Tôi đừng quá thể hiện một thái độ coi tôi là trên hết kênh kiệu Và sống một đời sống không khiêm nhượng trong đời sống của mình Và thế nào là cái của tôi trong cuộc sống khi nói đến cái của tôi là chúng ta nói đến những gì là trong cuộc sống chúng ta sở hữu tôi phải biết sở hữu những cái của tôi như thế nào để những điều mà chúng ta sẽ sở hữu và thực hiện nó đem lại lợi ích không chỉ là cuộc sống đời này mà còn cho cuộc sống mai sau của chúng ta nữa cho nên có một lời khuyên của chính đức hồng y phan nguyễn văn thuận ngài đã viết lên một điều khi nói về tiền bạc về cách sống thể hiện những cái của tôi trong cuộc sống như thế này bạn đừng bao giờ để cho của cải vật chất nó làm chủ trong tâm hồn của mình làm chủ cuộc đời của mình bởi vì nếu bạn để nó làm chủ trong cuộc sống của mình tức là bạn sẽ bị nó sai khiến bạn cũng đừng để tiền bạc của cải vật chất nó trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc sống của chúng ta bởi vì khi tôi để cho của cải vật chất nó trở thành một người bạn đồng hành trong cuộc sống chưa chắc nó là một người bạn tốt cho nên bạn Hãy coi của cải vật chất Nó là một tên nô lệ Và chính chúng ta phải sai khiến chúng Đừng để chúng phải sai khiến chúng ta Có như thế Thì tất cả những giá trị của chúng ta làm Mới thật sự là những con người Để cho ánh sáng của Chúa Kitô Được tỏa ra cho người khác hôm nay chúng ta mừng lễ các thánh nam nữ nghĩa là chúng ta mừng những con người mặc dù có những đời sống rất âm thầm nhưng chính những sự âm thầm trong cuộc sống hàng ngày nó dệt lên thành một giá trị rất lớn cho cuộc sống mai sau chúng ta xin các thánh nam nữ ban cho chúng ta cầu bầu cùng chúa cho chúng ta cũng có được một đời sống như các ngài để mỗi ngày chúng ta hãy tỏ hiện một gương mặt của Đức Kitô trong chính đời sống của mình để nhờ đó mà mỗi ngày chúng ta sẽ được nên thánh trong những giây phút hiện tại. Amen.